Rồi, tiếp tục hôm nay là mình trả hàng cô gái cho anh em đam mê nha. Thì cái con chim này á, là cái con chim tập sự. Con chim tập sự hôm nay là mình giao về Bình Dương nha anh em. Đây, hôm nay mình gửi ba kèo nha. Cái con này á, là hàng tập sự mình giao về Bình Dương. Còn bên đây á, là một con trống tơ AV mình giao về Quảng Ngãi. Và một cặp chim non mình giao về thành phố Vũng Tàu nha. Hôm nay là ba kèo nha anh em. Đây, quay cho anh em mình tham khảo. Thì bên mình là cung cấp chim non cho tới tập sự mọi lứa tuổi nha anh em. Anh em nào có cần về cô gái Malaysia thì anh em alo cho mình nha. Thì con trống bên đây là cái con này là chim AV nha anh em. Với một cặp chim non. Một cặp chim non giao về thành phố Vũng Tàu nha. Thì ngoài cặp chim non này ra thì mình cũng chuẩn bị ra những cặp chim khác nữa nha anh em, chuẩn bị ra ổ nha. Anh em nào có quan tâm tới trại của mình thì anh em alo cho mình nha. Rồi, cái con bên đây là hàng tập sự nha anh em, tập sự này giao về Bình Dương nha. Con này nè. Bây giờ mình chuẩn bị mình bắt mình tiến hành đi gửi nha anh em. Rồi, mình cảm ơn quý anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha. Bây giờ mình bắt chuẩn bị tiến hành đi gửi nha anh em. Rồi, mình đã bắt một con chim tập sự này giao về Bình Dương nha anh em. Thì con này mình bắt bỏ vô hộp rồi nha. Thì tiếp theo mình bắt một con chim lẻ với một cặp chim non nữa nha anh em. Con này là con chim lẻ nha anh em. Con chim lẻ này mình giao về Quảng Ngãi nha. Mời anh em xem. Rồi, đây là cặp chim non nha anh em. Cặp chim non bây giờ mình bỏ vô hộp rồi nha. Đây, cặp chim non này là giao về Vũng Tàu nha. Bây giờ mình đã bỏ nó vô hộp rồi nha anh em. Chuẩn bị tiến hành đi gửi nha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.